Chào các bạn, hôm nay thì các bạn cũng đã biết mình thông qua cái clip test iPhone 5 Zin. Thì hôm nay mình xin dẫn các bạn test một chiếc LG G3 Zin. Thì trên tay mình đang là chiếc LG G3 của nhà mạng T-Mobile với mã là D851. Thì là tất cả máy LG G3 đều vậy thôi. Cái lắp đầu tiên các bạn cầm máy lên, các bạn nhìn vào cái lắp lưng này. Cái lắp lưng Zin của con G3 ấy thì nó rất là lắp lưng dạng váy xước. Sờ vào nó cảm giác là nó xước xước ấy, nó giống như là nó sọc 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 ngang này, chứ nó không phải là lắp lưng bóng đâu ạ. Và cái logo LG này hay là cái logo T-Mobile ở bên dưới ấy, thì đều được in máy zin này thì được in rất là sắc nét. Đây, ngay cả logo T-Mobile cực kỳ sắc nét luôn, mờ mờ là không ăn thua đâu. Và các bạn để ý cái chỗ mà phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn này, khi mình vuốt qua đây thì mình cảm giác cái nút này nó thiết kế rất là khít, các cái nút viền nút này rất là khít và vuốt qua rất là trơn, chứ nó không bị sần sùi sần bị không bị sần sùi đâu, nó trơn trơn đấy. Tức là ở đây nó thiết kế sần này, nhưng mà mình sờ qua nó lại không 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 sần lắm, và nó không bị bấp bênh. Nếu các bạn sờ bị bấp bênh hay là quá là sần sùi hay là nó cay cênh lên thì nó là vỏ ra vỏ dựng lại rồi. Và các bạn mở lắp lưng ra thì đây, cái nhìn bên trong thì đây là một quả pin zin của LG G3. Thì là tất cả các cái thông số ở trên mặt pin ấy được in rất là sắc nét, và chỗ ngày sản xuất này thì là nó G3 thì là nó là 2014, pin zin nó là 2014 chứ không phải 2015. 2015 thì đều là pin lô cả rồi. Đây, pin zin các bạn nhìn này. Thì các bạn nhìn vào đây, email của nó đây. Rất là sắc nét ạ. Auto quá. Đó nhỉ, bật đèn flash lên. Đây, email của nó nhìn rất là sắc nét, chứ không bị in mờ, sắc nét mà rất là cân, nhưng không bị in mờ, in các thứ là không phải. Và các cái mô đun sóng ở đây này, các cái mô đun sóng này thì đều rất là khít và vừa với cả cái xương sau ấy, cái khung khung sau ấy thì nó rất là khít, chứ nó không không kiểu là máy dựng thì nó bóc ra nó dán lại mà, cho nên là nó không chuẩn 100% được. Mình nên để ý điều này. Giờ các bạn lắp pin vào và bật lên màn hình lên. Cái thường thường thì cái lắp lưng zin ấy, cái khung zin ấy thì nó cực kỳ khít luôn, lắp vào nó khít 100%, chứ nó không có chuyện mà kênh kênh lên một tí hay là như nào thì không mà có. Bật bật các bạn bật lên. Các bạn để ý cái mặt kính trước này của con G3 này, cái mặt kính trước ấy, thì là mặt kính zin của nó thì không bao giờ có miếng dán màn, tức là cái miếng dán mà các thưa bọn tàu khựa nó dán lên ấy, để che các cái vết xước ở dưới ấy. Miếng dán y xì như là cái mặt trước luôn này. Thì để phân biệt là có miếng dán hay không ấy, thì các bạn để nghiêng đi đây, để nghiêng máy đi và soi như là một soi một cái gương này, như này này. Khi nhìn vào trong ấy thì các cái vật mà mình soi ấy, thì mà nó vẫn nguyên như cái tình trạng mình soi một cái gương thì đấy là mặt kính zin. Còn mà thấy nó phập phồng lồi lõm mà các hình dạng nó biến dạng này thì là trên mặt nó có một miếng dán và chúng ta không thể nào mà dán cường lực được. Và đây để ý chỗ này nó có một cái đèn led nhỏ ở đây này. Trong trường hợp mà cái đèn led này nó sáng, nhưng mà nó sáng đục đục, tức là nó sáng đục là trên trên cái đèn ấy, ở chỗ đèn led này ở dưới nó có một lớp nhựa này để che. Đấy. Đấy. Nó sáng đục đục luôn. Nếu mà tự nhiên nó sáng chóe như là một cái đèn đèn soi thật luôn ấy, nó không có lớp che nhựa ấy, thì chứng tỏ là cái mặt kính này đã bị ép lại. Và các bạn nhìn xung quanh này, xung quanh viền này phải là rất là khít. Rất là khít và không được có keo ở đây, cái logo LG này của nó này
cực kỳ sắc nét luôn. Logo LG trước này làm sắc nét không được mờ, không được nhòe, không đạt yêu cầu. Đấy, không được có keo xung quanh viền, keo xung quanh viền màn kính nó bị ép lại. Các bạn mở máy lên. Chúng ta test luôn cái lock on hai chạm bật màn hình. Cái này là cái cơ bản của LG là phải bắt buộc phải có. Hai chạm bật màn hình, hai chạm tắt màn hình, gõ nhẹ rồi là đã được rồi. Đấy. Các bạn vào phần cuộc gọi để chúng ta thực hiện test màn hình. Chúng ta bật 3, 8, 4, 5 thang sao. Cộng với cả mã máy. Đây là chiếc LG D851 là LG G3 T-Mobile của nhà mạng T-Mobile thì chúng ta ấn 851. Còn đối với máy của G3 của Hàn Quốc thì chúng ta thay số này bằng F4 à, bằng 400 của Sprint của Mỹ thì là 990, của nhà mạng Virgin thì là 985, của nhà mạng AT&T thì là 850. Và sau đó ấn thang thì bạn sẽ vào được menu test. Chúng ta chọn dòng này HPS Device Test LCD Test Manual. Đấy. Thì mình xem là cái màn của mình nó có bị đốm sáng không, tức là một chỗ nó sáng đột nhiên sáng hoặc đột nhiên tối thì nó đã bị phản quang, đã bị phản quang là có vấn đề, còn không thì là không sao. Xem có cái điểm nào mà đột nhiên nó có chấm chấm li ti ấy, là lỗi màn. Còn đây là test cảm biến ánh sáng góc này, để yên thì nó sẽ lên thông số, che đi là thông số sẽ bị tắt, bỏ ra thông số lại lên thì là cảm biến bình thường, chứ che đi mà vẫn còn thông số thì chứng tỏ cảm biến đã ra đi. Đây, túc test cảm ứng multi, các bạn vẽ thôi, vẽ sao cho kín màn hình, kín màn hình mà vẽ nó không bị đứt đoạn ấy, thì là ok. Tất cả cảm ứng đa điểm nó vẽ 5 ngón tay vào. Còn về phần các những cái phần test cam, test mic, test sim các thứ ấy, thì các bạn làm như bình thường thôi. Còn con G3 nên chú ý test 3G một chút nhé. Thì lắp sim vào chúng ta xem nó lên 3G mình dùng thử là được. Bởi vì là G3 này thì nó hay bị lỗi 3G. Thì vừa rồi thì mình cũng đã hướng dẫn tương đối các bạn cách test một chiếc LG G3 mà còn Zin thì là có những điểm phân biệt như vậy. Thì là nếu mà các bạn chưa tự tin thì có thể là tham khảo qua cái LG G3 bên mình. Thì bên mình cũng đã cung cấp LG G3 Zin và giá buôn và giá lẻ cũng rất là tốt. Các bạn liên hệ số điện thoại ở dưới video. Các bạn xem video đừng quên like và chia sẻ với bạn bè. Chúc các bạn thành công.